Cảm mỡ máu không cần dùng thuốc với bốn loại lá quen thuộc sau đây. Thứ nhất đó là lá sen. Lá sen không chỉ giúp giảm đau bụng, giảm tiêu chảy mà còn là phương pháp hiệu quả trong việc giảm cholesterol và cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ. Theo các nghiên cứu thì lá sen có chứa hoạt chất có lợi cho sức khỏe, hỗ trợ chống co thắt cơ trơn, đẩy việc loại bỏ cholesterol, điều chỉnh nhịp tim cùng với huyết áp. Và chúng ta sử dụng lá sen rất là đơn giản, lấy từ 10 đến 20 gram lá sen tươi hoặc là khô, rửa sạch và ngâm trong nước sôi để uống hàng ngày thì sẽ giúp cho chúng ta hỗ trợ giảm mỡ máu. Thứ hai đó là sử dụng lá trà xanh. Lá trà xanh thì nổi tiếng trong việc làm đẹp và giảm cân, có tính mát và vị đắng, có tác dụng thanh lọc cho cơ thể, lợi tiểu, hỗ trợ tiêu hóa. Và các sắc tố trong trà xanh được biết đến với khả năng giảm sự kết dính của máu và phòng ngừa xơ vữa động mạch. Để pha trà xanh thì chúng ta chỉ cần rửa sạch lá, vò nhẹ, cho vào ấm và thêm một chút nước sôi, loại bỏ phần nước đầu tiên, tiếp tục thêm nước và ngâm khoảng 10 đến 15 phút. Lưu ý là chúng ta không nên uống trà xanh khi đói hoặc là quá nóng và tránh uống trà xanh gần giờ đi ngủ. Thứ ba đó là chúng ta có thể sử dụng lá vối. Lá vối là một loại lá sử dụng quen thuộc trong đời sống hàng ngày, không chỉ giúp giải độc mà còn giúp giảm lượng cholesterol xấu nhờ hàm lượng dồi dào chất beta cytosterol hỗ trợ quá trình chuyển hóa cholesterol. Cách sử dụng cũng đơn giản, đó là chúng ta hãy rửa sạch lá vối và đun với nước, sau đó uống khi nguội. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng lá vối khô để thay thế. Thứ tư đó là giảm cổ lam. Giảm cổ lam có chứa hoạt chất là phanocyt, giúp hỗ trợ duy trì đường huyết ổn định và sử dụng trong đông y để điều trị các vấn đề sức khỏe như là viêm dạ dày, viêm gan virus và viêm phế quản. Lá giảo cổ lam sau khi được rửa sạch và phơi khô thì chúng ta sẽ sử dụng khoảng 15 đến 30 gram để sắc nước uống hàng ngày. Ngoài ra chúng ta có thể tán lá giảo cổ lam ra để mà uống hàng ngày. Như vậy đó là bốn loại lá mà có thể giúp chúng ta hỗ trợ giảm mỡ máu. Tuy nhiên lưu ý một điều rằng thì mặc dù những cái loại lá này có thể giúp chúng ta giảm mỡ máu hiệu quả nhưng bản chất là vẫn là cái nguồn gốc từ thiên nhiên, cho nên là cái hiệu quả nó sẽ cần một thời gian dài sử dụng thì mới chúng ta mới cảm nhận được cái hiệu quả rõ rệt. Và nếu mà chúng ta trong trường hợp mà mỡ máu không có tăng cao quá nhiều thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp này được. Còn đối với trường hợp mà mỡ máu tăng cao nguy hiểm thì cái việc sử dụng thuốc tây để điều trị là một điều cực kỳ cần thiết. Nếu cảm thấy video này hữu ích thì quý vị và các bạn chúng ta hãy lưu lại video để áp dụng và đừng quên theo dõi kênh UGC Đạt để cập nhật thêm những kiến thức hữu ích cho sức khỏe nhé.